nhìn nó biết. Hơn này kia. Đấy, kiểu dạng Hải Phòng gọi là tí xương. Tấm vào tấm này như que. Cái Hà Nội là một con như Hà Nội Hải Phòng này đó. Sao lại thấy như thế này nó hợp khẩu vị cao hơn Hải Phòng thì chỗ ấy, kéo thì ăn cũng hoặc là kiểu nó sẽ nhập cái bát tinh này nó đang lên cái bánh mì ngon lắm, kiểu chỗ bút tia ấy ngon lắm, có 5.000 một cái ngon, nhưng mà nên đem về nhà xong rồi quay nó lại ấy ngon hơn. Chưa lên ở Hải Phòng không làm một bộ quản là đề cái gì nữa nào nào đâu mà ở mình là bắt ra không nó có sự nghiệp ở trong đó tao muốn đi làm sai nhưng mà ta là chúng ta là đỉnh tao muốn đi làm sai nhưng mà phải ta là đỉnh là chờ đi. Ôi sắc cua ra.